đi hả? Thầy thấy rồi, thầy thấy con ở trên trước. Đúng rồi, con học vô lý mà. Học phụ không? Chuyển chim bắt hai không? Chuyển chim bắt hai không? Đi chuyển chút xíu đi. Đó hả? Nè, khẩu trang của mẹ nè. Đi chuyển chim hay không? Con chim mình đâu, ai đâu thấy đâu. Nãy hai thấy Ben rồi. Thấy Ben ngồi ở đây nè. Hai thấy con đọc theo. Con hụt luôn hả bạn? Ừ, con chim của mình đâu? Hả? Đấy hả? Con đấy hả? Ủa, con chim của mình kìa bé. Hai con luôn hả? Nó có cặp luôn rồi. Đâu nè, con lại ra, con lại nó ra. Ben kìa sáu, Ben kìa. Hả? Đâu? Ben nè sáu. Ủa, hai con nào con của mình? Con ở đây là của mình. Xin ông cố. Hả? Thầy nói gì với con nhớ không? Nói gì? Con cố hả? Ở đây có gì nữa hả? Cái gì nữa? Con đang hay không biết con gì nữa. Đố bên người ta cắt cánh đó, đừng cho bay á. Thôi đi nội chào bé, đi ra nội con. Bye bye chim. Bye bye. Kìa đó bé nó lại nó mừng bé nó chạy quá hết rồi nha. Mãi bé đi bên đây cái nó đi bên này, cái bên đi bên này cái nó đi bên này. Bên thường thường bên chọc bên chơi nó biết bên đó. Nó lại bên đó bên. Ừ, con đi đâu rồi đi đó đó. Nói không? Con đi đâu rồi đi đó đó. Nó đi tìm con á. Con trong mà. Chụp hình không? Mẹ có chụp hình như chú không?
nó bậy nữa rồi. Hay nói những cái hối hư tật xấu, nói chửi cho cha nhà thờ nghe không? Hay thấy cha nhà thờ đó, hay biết mặt rồi đó. Khẩu trang con mua rồi, khẩu trang nó bán hiếm lắm. Bây giờ hết sạch bách hết rồi, không ai mày mua đâu, không có.